Xin chào quý vị, các anh chị và các bạn. Hôm nay thì mình sẽ review một cái sản phẩm là cái sản phẩm này này các bạn, là micro tai nghe một bộ nha các bạn. Nó thành bộ để mà sử dụng cho máy quay của mình đó, với lại trên PC. Tại trên máy quay thì các bạn biết rồi, khi mà chúng ta cầm máy quay phía sau mình nói thì thường là âm thanh trên máy quay nó định hướng về phía trước không à, trước cái máy quay về phía trước là nó thu rất là rõ, nhưng mà mình đứng phía sau nhiều khi có thuyết minh rồi này kia, các bạn thấy là nhiều khi nó rất là nhỏ. Khi mà về mình render, mình render lên đó thì cái tiếng nó lại không nghĩa là nó không đủ cái lượng đó các bạn. Thì bây giờ ở đây là như vậy. Và trên PC đôi khi thì mình cũng render thì mình có thuyết minh đó, thì cũng vậy. Thành ra là mình sử dụng cái này. Thì đây là cái mình khui ra cho các bạn thấy luôn đó. Đây là cái micro nè ha. Cái phần micro nằm đây nè. Để mình mở ra cho các bạn thấy luôn. Rồi. Đây. Đó. Với cái combo là micro đó các bạn ha, micro nằm giữa nè đó. Rồi ở đây thì nó cũng có tăng giảm volume luôn nha các bạn ha, để cho tai nghe. Thì như vậy là micro này đảm nhận cái chức năng là ghi âm nè các bạn, thu âm á. Rồi còn cái tai nghe này á, chủ yếu là kiểm lại cái âm thanh khi mà mình nói á, là lúc nào nó cũng đưa về tai nghe mình nghe hết trơn á đó. Và kết nối với lại là máy quay cũng như là PC á, thì hai cái cổng 3.5 mình nghe các bạn. Đây là cổng cho micro nè, đây là cổng cho tai nghe đó, là như vậy. Đây là hai cái tai nghe để kiểm âm, tại vì mình xài chủ yếu là trên máy quay như lại là máy tính, thì cho nên là nó có cả cái có rõ các bạn sợ thấy không rõ cái chi tiết này đen. Ở đây nó có micro đây luôn nha các bạn, và cái đây là cái volume tăng giảm nè, để mình kéo lên cho các bạn thấy. Đây đó giảm đó, tăng nè, dương nè, thấy không, là tăng tối đa cho tai nghe. Còn phía bên này là giảm, dấu trừ nè ha. Thì như vậy là trong quá trình mình xài thường là mình để tối đa. Và như mình nói là mình sẽ sử dụng micro này để thu á các bạn, trên PC cũng như trên máy quay. Một lát mình sẽ thể hiện cho các bạn thấy. Còn tai nghe này chủ yếu là để kiểm âm thanh khi mà thu á các bạn nha, khi mình nói là thu vô. Thì mình cần thì nó chỉ có 1.5 mét thôi, nhưng mà ở đây nó hơi dài, nó tới 2 mét thôi nha các bạn ha. Thì ở đây có hai cái jack 3.5, một cái đây là các bạn thấy là có ký hiệu là giống như là cái chụp tai á, cái tai nghe nè đó. Đó, tai nghe nè ha. Và cái này là ký hiệu của micro nè, tức là cái mic để ghi âm á. Và trên cái này nè các bạn thấy có vành vàng tròn á, 1 2 3 1 2 3, có cái 4 nha các bạn. Thì 1 2 3 thì nó có hiệu là TRS đó nha, để cho các bạn chú ý. Và đây găm lên PC hoặc các thiết bị tương ứng. Như mình nói là mục tiêu của cái tai nghe và micro này mình mua là chủ yếu là để ghi âm trên máy quay, cũng như là mình kiểm âm. Cái này để ghi âm nè, cái micro để ghi âm nè,
cái này để mình kiểu âm, khi mình nói là mình nghe luôn đó các bạn. Bây giờ là chúng ta thấy là hai cái jack 3.5, một cái jack là để cho tai nghe và một cái jack là thu âm nha các bạn. Vậy thì cái máy quay là của mình quay phía sau này nè, đó, đây, mic nè, thấy không? Có chữ mic nè, mình sẽ gầm vào đây một jack nè. Gầm đây chắc chắn chúng nha các bạn. Rồi vô đó. Còn lại cái đầu này, đây, đây là cái còn cái đầu còn lại nè. Đây là đầu tai nghe để kiểm âm đó các bạn. À, thì mình sẽ gầm vào phía này máy. Đây, đó, mới quay bên đây nè. Đó, thấy được không? Đây, dưới này lên nè. Mở này lên. Rồi đây này các bạn, để cho các bạn thấy đó, lỗ này đó, găm vào đây. Đây là cái lỗ để tai nghe kiểm âm, giữ máy chắc chắc chút. Rồi nha các bạn, như vậy là mình cũng đã xong cái phần tai nghe kiểm âm và cái phần nữa là cái mic phía này. Mình nhấn lại cho nó chắc chắc này ha. Đây, chỗ này nè, có mic nè. Đó. Lý do mình không có xài một phần đó là do là khi mà mình quay á, thì đối với cái máy quay của mình á, thì các bạn cũng biết là cái máy quay này nó sẽ có cái thu âm định hướng nằm ở trên này nè các bạn, nằm trên này nè, và nó quét ra phía trước cũng là 5 thước, 6 thước có thu âm phía trước cho đến phía trước mặt. Cho nên ở phía sau á, mà mình có một số cái mình cần phải thuyết minh á, mình thuyết minh thì như vậy là nó thu yếu hơn, dẫn đến mình tăng âm lên thì nó cũng vậy à, tăng âm thì cái trước nó cũng lớn hơn cho nên không có rõ, thành ra thuyết minh như vậy. Chính vì vậy mình phải sử dụng cái bộ mic này ha, và có cả là tai nghe kiểm âm luôn ha, bộ mic này. Tai nghe kiểm âm là mình đã đeo rồi nha các bạn. Cái này ha, đó, cái này nữa nè, đó, và cái micro đây nè các bạn, đó, micro đây nè các bạn, ha, rồi bây giờ mình quay qua phía máy tính nè, để mình sẽ găm vào máy tính nha các bạn, đó. Găm vào PC á, đây, zoom lại chút xíu, đó, dây này dây micro nè, có cái hiệu micro nè, không? Cái đài mi nè và cái đài kiểm âm nè, ha, kiểm âm thì mình găm dưới là cái loa tai nghe á, còn cái này là micro nè, là để ghi âm ở trên này đó, găm vô rồi đó. Rồi thì như vậy á, thì sau khi găm xong thì mình sẽ quay vào phía bên màn hình máy vi tính nha. Đó, mình găm xong rồi đó, thì ở đây là mình sẽ mở một cái đoạn ghi âm nè. Đó, Audacity nha các bạn. Thì mình sẽ ghi âm thử nè. Bắt đầu ghi âm nha các bạn.
để mình nhắn qua luôn. Nhấn lúc này nha các bạn, giúp ghi âm nè. Xin chào quý vị, các anh chị và các bạn. Hôm nay mình quay một cái phim về một số cái vật dụng mà đăng trên mạng á các bạn. Và ở trong đó có cái phần của một cái bộ là micro và tai nghe. Mà mục đích sử dụng của mình là chủ yếu là để là ghi âm cũng như là kiểm âm nha. Cái mic thì ghi âm, còn cái tai nghe trên lỗ tai mình đó là để kiểm âm trong quá trình mình quay phim, đôi khi mình thuyết minh đó các bạn, thì mình sẽ làm được cái công đoạn như vậy. Thì sẵn quay cho mọi người tham khảo nha. Rồi mình zoom ra nè, đó. Rồi mình quay lại chỗ cái phần của PC. Rồi mình zoom tới nè. Đây. Rồi mình sẽ zoom cho các bạn thấy luôn. Đây. Đó. Như vậy á, dây dưới này nè là cái tai nghe để kiếm âm nè, nó có cái dấu tai nghe ha. Ở trên đó là để mình thức binh đó, là nằm đây luôn đó. Và khi mà trên màn hình đó các bạn thấy không, mình nói tiếng nào là nó sẽ ghi âm vô đó, thấy không đó, được chưa? Đó. Rồi bye bye. Ồ, tiếng bye bye nó cái biên độ lớn dữ thiệt. Rồi xin chào mọi người. Như vậy thì cái cộng dây micro tai nghe để mình sử dụng cho máy quay cũng như là sử dụng trên PC á các bạn, thì ở đây nó gồm có nè một cái micro để thu nè ha, micro để thu nè, thứ hai là hai cái tai nghe để kiếm âm nè, để kiếm âm nè đó, để kiếm âm. Tại vì mình khi mà mình quay á là mình nói là nghe hết, nghe trở lại như vậy. Và cái kết nối giữa máy quay cũng như là PC thì nó có hai cái jack 3.5 này nha các bạn. Một jack đó là cho micro và một jack nữa là cho tai nghe. Và cái dạng là jack là TRS, tức là có 3 khớp thao thôi nha các bạn. Xin cảm ơn quý vị, các anh chị và các bạn đã theo dõi video này. Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin tạm biệt. Bye bye.